Sau hơn một ngày diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Vietso Petro, thành phố Vũng Tàu, hội thao cụm thi đua thanh tra các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã bế mạc và trao giải. Hội thao cụm 10 lần thứ 10 do thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai tổ chức thu hút hơn 200 vận động viên thuộc 6 đoàn gồm Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu tham gia tranh tài ở 5 nội dung: bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, quần vợt và kéo co. Kết quả thanh tra tỉnh Đồng Nai đã xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về thanh tra tỉnh Bình Dương, giải ba thuộc về thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao ở các nội dung cầu lông, đá bóng, kéo co, bóng bàn và quần vợt.